Kính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay mình cùng Minh Kha với anh Phương với Lộc, hai chồng Lộc đến đây để cùng Minh Kha trao quà cho một hoàn cảnh, một hoàn cảnh cũng rất là khó khăn gì ở tại xã Trường Xuân. Có anh em đang hỏi thăm gia đình. Nhưng mà vì cũng phải dõi câu chuyện này nhé. Dạ, chào anh, chào chị. Chào mấy anh. Chị thiếu gì vậy chị? Dạ, thiếu chanh đó anh ơi. Mình thiếu này là mình thiếu mình bán hay sao vậy? Không, mình thiếu gia công. Thiếu gia công cho người ta hả? Dạ. Nhưng mà thấy mình có tiền á, mình làm ra, mình lấy về mình làm ra bán thì nó có lợi. Rồi khi nãy đi mình đi trị bệnh gì đâu vậy? Đi hấp thuốc. Hấp thuốc hả? Dạ. À, chị khỏe không chị? À, đi hấp thuốc tỉnh gầy. Dạ, hôm giờ thì đây là lần thứ hai em ghé đây. Dạ. Dạ. Thì anh khỏe không chị? Thì cũng được biết là Minh Kha có đến đây rồi, có tìm hiểu hoàn cảnh mình rồi. Thì hôm nay em đi cùng với Minh Kha, với mấy anh em như Phương, với Lộc nè. Thì cũng có biết gì về hoàn cảnh của anh, nhưng mà muốn hỏi anh chơi, nghe nói hai anh chị bị bệnh phổi hả? Phổi. Dạ, phổi bị sao? Bệnh cũng mình cũng ho, cũng cạt máu. Dạ. Thì bác sĩ nói vì sao? Hôm nay thì mình bị lao lực, mình làm bốc giác nặng á. Bốc giác nặng. Mà bệnh phổi đó là ai với ai bệnh? Tôi. Mình anh bệnh ha. Chị thì không sao ha. Chị nó thì nó khỏe hơn chút. Dạ. Là khi nãy em đi chị đâu? Chị mượn không? Đi, em đi thuốc nam hút ngoài bà. Dạ. Tôi uống từ hàng tháng. Dạ. Cái nhà này là của mình cất ở trên đất mình ha anh? Đất mình với nhà cũng nhà từ thiện của người ta cất cũng lâu rồi. Dạ, nhà từ thiện. Mấy năm rồi. Nhà từ thiện cho hai mấy năm hả? Mình có ruộng vườn không anh? Không. Không có ruộng vườn hết. Là anh đi bằng bốc giác là đi làm thuê sống. Chị thì nhà thiêu vậy đó ha. Là hai anh em ruột ha? Ruột. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi vậy ha? Bệnh người làm không được. Dạ. Nay năm 2 tuổi rồi. Năm 2 hả? Năm 2 kêu một chú được rồi ha. Vậy tại vì con 4, 3 kêu anh được rồi. Anh hả? Dạ anh hả chú? Anh hả? Dạ. Anh cho trẻ xíu ha. Dạ. Cái diện tích nhà mình rộng không anh ha? Là cất hết đất mình chưa? Ở ngoài còn cho bà già nó cây hết rồi. Dạ. Chỉ có nhiêu đó thôi. Ngoài ra thì không còn ruộng đất gì nữa đâu hết. Bây giờ anh bệnh vậy thì đâu có đi làm nổi không? Cũng đi làm quẹt 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 chứ không lẽ giờ sao giờ. Dạ. Anh đi làm chuyện nhẹ hơn hả? Nhẹ hơn. Dạ. Bệnh gì sao làm kho gan máu sao làm? Kiếm việc nhẹ làm, không làm thì mình mệt thì mình nghỉ. Dạ. Rồi thì tại vì Minh Kha hôm nay là đến đi trao tiền cho nên để nhường cho Minh Kha bắt đầu làm đi Khai. Khai đâu rồi? Chào đi. Không mà hỏi đi không có trùng đâu. Chị thiêu vậy là mình tính sao dưới bên kia hả chị? Bình sở nha, chẳng như nó quy định là ăn bức chanh này là 1 triệu 2. Còn nó cho quy định là bao nhiêu tháng. Đó, là mình chẳng như nó quy định là 8 tháng, 1 triệu 2 thì mình đồng ý thì nó gửi cho mình xuống. Và nó gửi cho nhiều lắm. Dạ. Chứ không phải là một bức hai bức. Dạ. Nó gửi ở quy định bức này 8 tháng, bức kia 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng gì đó. Dạ. Chứ nó không có mà ấy. Rồi mình theo như vậy là mình tính ra một tháng mình bỏ công ra mình được nhiêu tiền chứ? Em tính ngày nó mình làm ban ngày ha. Thì nó có 20 ngàn à, làm luôn lớp tối mới được 30 ngàn. Ủa cái gì theo gì một ngày có 20 vậy? Dạ. Chứ đâu phải mà nói theo mà nó tiền nhiều đâu. Chị một bước dừng chiều 2 chị thiêu vô lông mới xong. Là nếu mà thiêu luôn rất tới luôn ha. Dạ. Là 7 tháng. 7 tháng mới xong. Dạ. Xuyên suốt luôn hả? Đó. Chị ơi cực dữ thần vậy. Chứ đâu phải nó sướng đâu. Mà cứ như mình có tiền á, mình bỏ vô uống gà chứ mình làm. Mình kiếm được gì nữa. Dạ. Còn bây giờ mình không có tiền mình phải chịu. Này vốn của người ta. Này vốn của người ta. Dạ. Trước giờ không có tích lũy được vốn để mình làm cho nó được tốt hơn hả? Trời ơi, có là
Rồi anh chị là còn người thân nào ở đây không? Dạ, có ông anh thứ tư đó. Anh thứ tư đâu chị? Là chồng của anh đó. Dạ. Gia đình mình gốc gác xưa giờ ở đây luôn hay gì? Dạ, từ xưa giờ ở đây. Dạ. Rồi giờ chỉ còn được cái nhà này là nhà tình thương. Dạ. Rồi cất trên được có miếng đất nhà bao nhiêu đây rồi đi làm thuê sống. Dạ. Dạ. Tại vì mấy anh em cũng có tới tìm hiểu rồi. Dạ. À, vô làm đi Kha. Con xin phép đi vô trong chút cái xuống chút. Dạ. Dạ. Đây là bên trong căn nhà. Mình xin phép gia đình đến đây quay bên trong cho quý vị được xem. Vậy mà lâu quá thì cũng giật nát ở đây nè. Dạ. Là tới cái mộ đó là hết đất mình đã mộ dạ, đó là mộ của tới đó rồi. Dạ, tới mới xong hết luôn rồi. Dạ. Dạ. Nhà tình thương nãy nó cất cũng lâu rồi hả? Ừ, lâu rồi, mấy năm rồi. Nhà này thì tạm thời cũng ổn ha, tạm thời ở cũng được. Không có bị một hết trơn ấy hết trơn nè. Một trong. À, thầy nó hết trơn, muốn gãy giờ đó nó gãy. Trời ơi, vậy mấy năm mà một dữ vậy ta? Chắc ở đây do gần mấy sói tạc nè. Hai mươi mấy năm rồi. Thì giờ mấy sói tạc chứ mấy cây kia thì đỡ hơn. Đỡ hơn. Rồi. Rồi rồi thôi chú ra anh ra đi để cho Kha nó cho tiện cái. Dạ. Người ta không có bỏ bê. Dạ. Tại vì cái bệnh này không phải là bệnh lao phổi đúng không? Phổi. Dạ. Dạ. Cho nên người ta cũng không có sao lắm. Kiểu như người ta. Tôi thì cái nghề thì bốc giác. Dạ. Bác sĩ nó là lao lực, chỉ mình làm nặng quá rồi nói chung là. Cái nó bị tích tụ nhiều ngày á. Dạ. Yeah. Chắc con chú cũng bệnh cũng lâu rồi hả chú? Bệnh cũng 4 tháng mấy rồi. 4 tháng mấy hả? Cũng mới đây. Dạ. Thì có tốn nhiều tiền điều trị không? Nói chung mình có sổ cận nghèo á. Rồi nói chung là lên bệnh viện nó cũng đỡ. Nói chung là ăn uống à. Tiền không có nhiều. Vậy là chú dành điều trị ở đâu? Ở bệnh viện phổi ở Hồng Bầu đó. Dạ dạ. Không có lãnh. Dạ. Nay đỡ nhiều rồi ha. Đỡ nhiều rồi. Ủa đỡ nhiều sao mình còn uống thuốc đó không? Mình đi cho ăn thuốc thuốc nam. Còn. Đứa em uống thuốc nam. Em uống thuốc nam. Vui còn. Dạ. Dạ. Thì chị vì sao mà uống thuốc nam nữa? Cũng bị đó mà bên mình thuốc nam bên Tây nó hết chỗ rồi. À, nó kêu mình về uống thuốc nam cho nó mát cái cơ thể mình á. Dạ. À, có nghĩa là bây giờ sức khỏe chị cũng ổn. Nam cho nó khỏe rồi, rồi anh với chị ai bệnh trước? Nó thì bệnh trước nó khỏe rồi tôi mới bệnh sau. Dạ. Cho nên người nào cũng bệnh lao lực hết. Dạ. Tại vì ông cũng đắt tiền nói chung con không phải mình bươn chải để sống chứ. Đúng rồi chứ. Mà chứ không lẽ mình đỡ không rồi ai cho mình khỏe thì phải làm cố gắng. Nói chung em nói nghe Mạnh Thường Quân thì giúp cái một thời nào đó thôi. Giống như là vợ chồng Khờ cũng vậy đó. Giống như giúp thời gian thôi chứ đâu có ai giúp hoài suốt đời được. Tại vì còn biết bao nhiêu hoàn cảnh khổ. Có nghĩa là giúp trong những lúc khó khăn nhất thôi. Bây giờ giúp ngặt chứ không phải giúp nghèo. Dạ. Rồi đúng rồi. Từ đó mình mới có lòng kiên trì, mình mới bước lên, mình mới vượt lên được tất cả. Giống như là chia sẻ trong những lúc khó khăn nhất thôi. Dạ. Lấy về mình tự mình làm chủ thì nó sẽ cao hơn hả chị? Cao hơn. Ví dụ như vậy là mình có thu nhập khoảng bao nhiêu? Nếu như mình là có vốn. Tự mình có vốn á. Dạ. Một ngày cũng khoảng 100 ngàn. Dạ. Ít nhất là 50 ngàn, 100 ngàn. Dạ. Dạ. Tại 100 ngàn kiểu như là mình có được số lượng một ngày mình kiếm được 100 ngàn là trong gia đình cũng nhẹ nhàng. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái số tiền mình để làm cái vốn đi lấy tranh về là khoảng bao nhiêu tiền hôm bữa chị nói? À, em quên. Có 10 triệu, mười mấy triệu chứ lại. 10 triệu, mười mấy triệu ha. Dạ. Dạ. Tại vì cái nó nặng cái là mình lấy là một lần là một cỡ 8-9 triệu. Dạ. Rồi mình để gọi là cái tiền của đó mình lấy tranh rồi, còn dạ. Mình để chừng vài 3 triệu mình để thủ cho mình nữa. Dạ. Đó. À, nếu như mà chị có vốn chị làm vậy thu nhập một ngày khoảng bao nhiêu? Nếu mình có vốn sẵn ngày một ngày thì cỡ là 100 ngàn, là 50 ngàn là tệ nhất. Dạ. Đó. Rồi mỗi 100 ngàn là mình. Còn bây giờ mình không có vốn là mỗi ngày thì. Mỗi ngày có được 20-30 ngàn. 20-30 ngàn. Dạ. Dạ. Mà phải ngồi xuyên suốt như vậy đó. Xuyên suốt. Xuyên quá. Giống như là cái này làm hột điều nè. Làm hột điều như hột điều vậy đó. Lắm ngày 20-30. Dạ dạ dạ. Dạ. Ngày mà ngàn một ký là có 5 ngàn à. 5 ngàn tới 5 ngàn rưỡi à. Thì
chị có tật cái chân không mọi người? Có, chị chỉ dạy chị kéo cái quần lại chút xíu vậy. Chị có chị đi cũng rất là khó khăn, chân lớn chân nhỏ chân nó bè ra. Bây giờ nếu mà chị bán vé số thì cũng không được, là tại vì cái chân chị đi rất là khó khăn. Chị đi có bị cà nhắc không? Đi ra chân rất là cao. Dạ. Anh cũng chưa có vợ luôn hả? Chưa. Anh cũng chưa, anh 60. Chị quyết tâm là ở viện nuôi anh 52. Năm 2 à? Ủa năm 2 anh dành tới giờ giữ như thế nào? Mẹ nó mới nói. Vậy đi biết rằng anh hai còn 2 giờ. Mới năm 2 đồng phải tới đó. Ừ. Nhớ em bóp mắt. Dạ. Rồi cha mẹ mất rồi, hai anh em nương tựa vào nhau mà sống, không ai lập gia đình hết. Khi nãy anh nói là anh bây giờ bệnh là làm những chuyện nhẹ nhẹ, là ví dụ như anh đang hiện tại đang làm gì? Hiện nay mình mướn làm gì đó nhẹ nhẹ thì mình làm. Mà có công việc làm không? Mà cũng dịch này cũng đâu có làm gì đâu được. Thất thường. Cũng đâu có đi đâu, không tranh đó là mình đã làm xong đó hả chị? Không đâu có dám đi đâu đâu. Đây là những cái bức tranh mà chưa thiên được chị lấy về, người ta đưa chị kiểu đi chưa được tiền đâu vậy. Ở đây thì có mấy bức tranh chưa xong rồi, chị chia sẻ là một cái bức tranh như thế này thì tới mấy ngày nữa rồi. Đấy, mấy ngày mình có là có một số vốn để mình lấy tranh về mình thiêu, thì mình tự mình làm chủ thì thu nhập nó sẽ cao hơn. Thì ước mơ của chị bây giờ đã thành sự thật. Dạ, anh thấy này đẹp vậy em mừng lắm á. Dạ, thì nói chung là em đến đây là lần thứ tư ha. Dạ. Thì biết được cái hoàn cảnh của gia đình mình thì có một mạnh thường quân. Dạ. Giấu tên, nói chung là cái mạnh thường quân này mỗi lần mà gửi tiền về mà để em đi giúp những hoàn cảnh khó khăn là kêu là đều giấu tên hết. Dạ. Nên là em cũng theo lời như em ấy thôi là giấu tên. Dạ. Thì một mạnh thường quân ở nước ngoài. Dạ. Coi cái video của em nói về anh chị em ruột mà dạ. Sống với nhau mà không chồng con rồi mắc căn bệnh lao đó. Dạ. Dạ, mà bây giờ muốn có cái số vốn để lấy tranh về bán. Ủa, để lấy tranh về thiêu thì dạ. Cái thu nhập nó sẽ cao hơn. Dạ. Thì được biết cái hoàn cảnh như vậy đó thì em ấy mới gửi tiền về em. Dạ. Gửi gia đình mình là 15 triệu. Dạ, vậy em mừng dữ lắm luôn. Dạ, mừng không chị? Mừng dữ dằn luôn á. Vừa có vốn mà vừa có chi phí đồ lo ha. Dạ. Dạ. Cái kiểu như mình được nhẹ được là không biết bao nhiêu phần mình gấp gạt cảm ơn rất cảm ơn nhiều. Dạ. Đây là một mạnh thường quân giúp ta. Dạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 triệu. Dạ, rồi vậy là cho chị cho em cảm ơn với cái thầy cái một người mạnh thường quân ở nước ngoài. Nước ngoài dấu tên ha. Dạ, dấu tên và cảm ơn rất nhiều, là mong cái người đó có nhiều mạnh khỏe, có nhiều nội lực bằng được chị sẵn nấy để mà giúp những người khổ hơn mình nữa. Dạ. Khóc luôn hả? Rất mình nhớ. Khóc luôn rồi. Để mình làm để mà mình mở được là một cái tiệm nhỏ nhỏ thôi đó. Dạ. Để mà mình chỉ như mình làm rồi. Được là chứ mình nó nhẹ hơn một chút để mà mình lo được trong nhà trong anh em đồ được kiểu như là mạnh khỏe hết. Dạ. Rồi. Rồi. Cảm ơn gì mạnh thường quân không anh? Lại em nói tùng lời đổi lẽ tùng thiếu. Nói chung là anh vui không? Vui dữ không? Của thầy này lên. Dạ. Dạ. Dạ thay mặt anh chị dạ, xin cảm ơn mạnh thường quân giấu tên đã hỗ trợ một số tiền đối với anh chị là một tài sản rất là lớn. Dạ. Xin chúc em luôn nhiều sức khỏe, an lành hạnh phúc. Dạ. Mình cũng cảm ơn các anh chị trong ban cũng giai đoạn đi tặng từ thiện, là có nhiều năng lượng, nhiều nội lực hơn nữa. Dạ. Dạ. Phép gia đình của anh về rồi em xin phép chào anh chị ha. Dạ. Chúc anh. Anh chị mau khỏe ha. Dạ. Dạ mau mạnh khỏe để làm được kiếm cho cuộc sống tốt hơn. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy anh nhắc kép nhiều nha. Dạ. Thì cũng xin chân thành cảm ơn cả quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi video nhé. Hôm nay tình ca đến với gia đình cho mình hoàn cảnh khác.